Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2013. Chúng tôi đang có mặt tại tư gia của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Hôm nay sẽ có một sự kiện là ông đại sứ David Shear tại Việt Nam sẽ tới có cuộc tiếp xúc với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng như là một số nhân sĩ trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ có cuộc tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Tánh là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt Hoa Kỳ. Chào Nguyễn Văn Tánh ạ. Dạ chào anh, dạ chào Phố Bosa, cũng chào anh và chào vị khán thính giả. Ông Nguyễn Văn Tánh có thể giới thiệu một chút xíu về ông, những cái công việc của ông từ trước đến nay thưa ông? Thưa anh và thưa quý vị, tôi là Nguyễn Văn Tánh, là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ và là cũng là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại New York, là cái người là đã từng đấu tranh suốt gần 30 năm qua và cái người cũng đã suốt 14 năm liền đứng ra điều hợp cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm cũng như cái cuộc biểu tình ngày quốc tế nhân quyền ở tại Liên Quốc. Thưa quý vị khán thính giả và thưa anh, ông Tánh cho biết lý do ông tới đây như thế nào thưa ông? Thưa anh và thưa quý vị khán thính giả, thì bác sĩ Nguyễn Quân đã từng làm việc với chúng tôi suốt cũng mười mấy năm qua và bác sĩ Thu Quân đã mời cộng đồng người quốc gia Liên bang Hoa Kỳ và bác sĩ Võ Đình Hữu cũng như là bác sĩ Đỗ Văn Hội, tôi với tư cách là cố vấn cho cộng đồng người quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, để tôi và luật sư Phong xuống đây để đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ để đặt một số vấn đề về nhân quyền cũng như vấn đề một số vấn đề để cho với ông đại sứ Mỹ đang tại Việt Nam đó thưa anh. Nói về vấn đề nhân quyền, lúc nào cộng đồng Việt Nam cũng rất quan tâm tới vấn đề nhân quyền. Trong bối cảnh mà hiện nay Hoa Kỳ và Việt Nam thắt chặt quan hệ đưa lên tầm chiến lược, vấn đề nhân quyền nhiều người nói rằng là người Mỹ đặt ra để cho không làm buồn lòng cộng đồng Việt Nam. Ông nghĩ cái tư tưởng đó có đúng hay không thưa ông? Cái này không đúng, tại vì suốt mấy chục năm qua tôi đi đánh nấu, tôi thấy rõ ràng là cái việc đó phải nói là có sự đấu tranh, có sự biểu tình thì Cộng sản Việt Nam vẫn có sự chặn đứng cái sự mà đàn áp và những người nhà đấu tranh dân chủ trong nước và cũng giảm đi. Bằng chứng là vừa rồi đó, quý vị biết là tòa án ở tại Mỹ Tho đã xử án một cái cô thưa là đã chỉ tù treo và giảm án anh xuống còn có 3 năm hay 5 năm gì đó. Đó là những cái dữ kiện mà cũng là trong thế đấu tranh. Và vừa rồi tổng thống giữa Tổng thống Obama và Trương Tấn Sang cũng đặt vấn đề nhân quyền, thì đó là cái vấn đề thiết thực. Tại vì trong một cái quý vị cũng biết là trong cái tình hình thế giới hiện nay đó, mà Cộng sản Việt Nam đang muốn bắt tay với tư bản để thực hiện một số vấn đề mà đưa đất nước lên đem đến một cái sự thay đổi đặc biệt, thì tôi nghĩ là cái vấn đề nhân quyền cần phải đặt ra. Đây là không phải là cho Việt Nam chúng ta mà cho cả thế giới. Cái nhân quyền là cái người dân được cái quyền làm người, đó là cái vấn đề mà tôn trọng vấn đề khi quyền là con làm căn bản của con người để một sự tự do. Thì tôi thấy rằng cái việc này nó không phải là chúng ta đấu tranh cho bất cứ một cá nhân hay là một dân tộc Việt Nam, mà chúng ta đây là cả thế giới chúng ta cần phải nói lên cái tiếng nói cái người dân được cái quyền tự do dân chủ và nhân quyền. Ông vừa mới nhắc tới chuyến đi của ông chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang qua Hoa Kỳ, ông có thể cho một cái đánh giá tóm gọn về chuyến đi vừa qua? Dạ thưa anh và thưa quý vị khán thính giả, thì quý vị cũng biết là xin lỗi, tại vì không có một cái nguyên thủ quốc gia nào mà đến Hoa Kỳ tòa đốc mà trong vùng gấp rút trong vòng để tuyên bố trong chưa tới hơn hai tuần lễ mà như vậy. Thành ra đây là có những cái dữ kiện lobby, có một cuộc gặp gỡ bí mật và cấp bách để mà thực hiện cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và Trương Tấn Sang. Thì tôi nghĩ có những cái vấn đề mà họ chưa có thể nói lên cái sự thật giữa trao đổi giữa hai nước. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái vấn đề rất là có tầm quan trọng giữa vấn đề kinh tế, thương mại cũng như vấn đề chính trị giữa Việt Nam, Cộng sản Việt Nam và tại Hoa Kỳ. Cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Dạ, thưa cảm ơn anh và kính chào toàn thể vị khán giả.